Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài 20 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 21. Ok. Là cái bài 21 em nhé. Tìm giá trị của m. Nhớ là tìm m bằng bao nhiêu ha? Câu A. Để hai đường thẳng D1 với D2 này cách nhau tại một điểm trên trục OI. Khi mà nó cách nhau trên trục OI thì chứng tỏ cái gì bằng không? À, chứng tỏ hoành độ sẽ bằng không. Nghĩa là x sẽ bằng không. Vì hai đường thẳng này trong cùng một mặt phẳng tọa độ. Nghĩa là sau khi chúng ta có m xong, sau khi có m xong thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ. Em hiểu chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có hiểu vấn đề này, thầy nói là này, để mà tìm được m ở đây thì cái đường D1 và đường D2 này cách nhau, nhưng mà cách nhau tại một điểm trên trục OI, chứng tỏ hoành độ của nó bằng không, nghĩa là x bằng không, thì chỗ nào có x kem thế bởi số 0 ở đây, khi đó chúng ta sẽ tìm ra được y và nó cách đúng cái điểm y là bằng bao nhiêu đó luôn ạ. Em hiểu chưa nào? Sau khi có m rồi, kem thế ngược vào chỗ đây, sau đó kem sẽ vẽ D1 và D2, ý là như vậy, ý là Italia. Rồi ok, chúng ta có này, cái đường thẳng D1 và D2 chúng ta phải luôn luôn có sự lập luận kem nhé, cách nhau tại một điểm trên cái trục gì kem, cách nhau trên trục tung nên cái giao điểm có cái hoành độ bằng mấy, hoành độ bằng không, nghĩa là ở đây x sẽ bằng không này, em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta gọi cái giao điểm đó chính là cái điểm B, và ở đây nó sẽ có cái tọa độ là không y đi, hiểu chưa nào? Là nghiệm của hệ phương trình. Nghĩa là bây giờ chúng ta thế B này vào đây. Như vậy chúng ta tương đương này. Ta thế vào đây 5 nhân x, nghĩa là ở đây 5 nhân 0 trừ 2 y sẽ bằng 3. Ở đây 0 cộng cho y bằng cho m. Ta tương đương ở đây là cái này 0 trở thành âm 2 y sẽ bằng 3. Và y này sẽ bằng m. Có được chưa nào? Như vậy chúng ta tương đương tiếp. Như vậy y của chúng ta đi là bằng âm 3 phần 2. Như vậy m thì bằng y, nghĩa là m này sẽ bằng y và bằng âm 3 phần 2. Các em hiểu nào? Vậy m bằng âm 3 phần 2 thì D1 và D2 hay nào? Cách nhau tại một điểm trên cái trục gì, trên trục tung, được chưa? Cái này tới đây rồi, sau đó em thế lại, vậy cái D2 nó có cái phương trình là x cộng y sẽ bằng âm ba phần hai. Có được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ D1. D1 của chúng ta đây là 5x trừ 2y bằng 0 rồi nè. 5x trừ 2y đâu phải bằng 0, bằng 3 chứ. Thì ở đây nó có dạng rồi, dưới này nó sụp sụp khó viết lắm nha. Rồi được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta cho x bằng 0 thì y của chúng ta là bằng âm 3 phần 2. Chúng ta có cái điểm đầu tiên 0 âm 3 phần 2 y bằng 0. Ở đây thì x cũng ta lần 3 phần 5, ở đây 0. Vì D2 chúng ta là x cộng y sẽ bằng âm 3 phần 2 ở đây. Như vậy chúng ta cho x bằng 0 thì suy ra y bằng là âm 3 phần 2. Đó, em thấy nó cách tại một cái điểm ở đó.
Được chưa nào? Y bằng 0 thì x của chúng ta cũng sẽ bằng âm 3/2. Như vậy đây sẽ là âm 3/2 0. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ thôi. X đây không, giờ nó có 0 âm 3/2. Giờ chúng ta sẽ vạch tại vì cái hệ số này nó nhỏ nên chúng ta sẽ lấy một ô là một đơn vị nha. Không âm 3/2, không đây, âm 3/2 dưới đây em, đây là âm 1, đây âm 2, chứng tỏ âm 3/2 là âm 1,5 là ở chỗ đây, một điểm, được chưa? 3/5, không, 3/5 5, ở đây là 1 này, ở đây 2 này, chứng tỏ ở đây là chia là mấy phần, 5 phần này, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, chứng tỏ 3/5 ở đây này em, đó. Như vậy thì chúng ta sẽ nối như vậy thì đây chính là cái đường thẳng D1 này đó, cái đường thẳng D2 đang 0 3/2 ở đây, âm 3/2 ở đây nha, ở đây âm 1, ở đây âm 2. Nhưng mà 3/2 là cái điểm này, chúng ta nối lại đây chính là D2 này, và cái điểm chúng ta ở đây cách nhau là cái điểm B này đó, 0 âm 3/2, được chưa? Cách làm của chúng ta là như thế nhé. Again. Được chưa nào? Rồi, chúng ta đi sang câu B nhé. Ta có 321 câu B các em. Để hai đường thẳng D1 với D2 cũng là tìm M nhá. D1 M ở đây này em thấy không? Cách nhau tạo điểm trên trục OX. Nhớ này, cách trên trục OY á thì x này sẽ bằng 0. Mà cách nhau trên trục OX nghĩa là y này sẽ bằng 0. Các em hiểu chưa nào? Vì hai đường thẳng này trong cùng một mặt phẳng tọa độ. Như vậy thì ở đây thầy sẽ để dưới đây đi. Đây. Chứ không rất là khó viết em nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta lập luận này. Như vậy thì cái gì bằng không? Tung độ trừ không đó nè. Như vậy chúng ta có là cái đường thẳng D1 và D2 cách nhau tại một điểm trên cái trục gì, trên trục hoành, nên cái tung độ, cái tung độ giao điểm thì bằng bao nhiêu? Giao điểm sẽ bằng bằng không, nghĩa là ở đây là y sẽ bằng không này, được chưa nào? Như vậy thì ở đây ta có cái điểm A ở đây chính là x0 là nghiệm của cái hệ phương trình của hệ phương trình. Như vậy thì ở đây chúng ta có này mx cộng, như vậy y chúng ta bằng 0 thì thế vào chỗ này và thế vào chỗ này này,
3 nhân 0 sẽ bằng 10. X trừ 2 nhân 0 sẽ bằng 4. Như vậy 2 đi 0 rồi, như vậy MX sẽ bằng 10. Như vậy X ở đây sẽ bằng mấy? X ta sẽ bằng 4 này. Phải không nào? X ở đây sẽ bằng 4. Như vậy chúng ta thế vào chỗ đây, tương đương là 4M sẽ bằng 10. Và X ở đây sẽ bằng 4, tương đương là gì? M sẽ bằng 10 phần 4, nghĩa là bằng 5 phần phần 2. Và X của chúng ta đây là bằng 4 này. Đó. Em hiểu chưa nào? Chúng ta kết luận ở đây là vậy, M bằng 5 phần 2 thì D1 và D2 cách nhau tại một điểm trên trục gì? Trên trục hoành. Đó nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ D1. D1 của chúng ta ở đây là MX cộng 3Y bằng 10. M của ta đây là 5 phần 2 X cộng 3Y sẽ bằng 10, đúng chưa nào? Rồi. Thì tới đây ta tương tự như vậy, chúng ta cho X sẽ bằng 0. Thì Y chúng ta sẽ là bằng gì em? 10 phần phần 3. Ta có cái điểm đầu tiên là 0. 10 phần 3. Y chúng ta bằng 0. Thì X của chúng ta bằng mấy em? Y bằng 0 đây. X ta sẽ bằng bằng 4. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 4, 0. Được chưa? Ta vẽ D2. D2 của chúng ta là X trừ 2Y bằng 4 à. X trừ 2Y sẽ bằng 4. Như vậy đây chúng ta cho X bằng 0. Thì suy ra Y sẽ bằng là âm 2. Như vậy đây 0, âm 2. Y chúng ta bằng 0. Y bằng 0 thì X ta sẽ bằng 4, ở đây là 4, 0. Rồi ok, chúng ta sẽ tiến hành vẽ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ. Đây, đây các em, chỗ thầy cũng nít nhiều khóc. Đây là Y, đây là X, đây là 0. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chia ở đây. 4 nên thầy sẽ lấy một ô là hai đơn vị đi. 2 này, 4 này, 6 này, âm 2, âm 4, âm 6. 2, 4, 6, 8, âm 2, âm 4, âm 6, âm 8. Được chưa? Như vậy thì ở đây thầy bị cái D1 0, 10 phần 3, 0. 10 phần 3, 10 phần 3 bằng 3,33 các em. Như vậy đây là 2 này, đây là 4 này. Như vậy 10 phần 3 là ở chỗ này này. Một điểm và 4. 4 là đây các em. Đây 2 này. Đây 4, đây 6, 4 ở đây. Như vậy này. Như vậy đây chính là D1 này. Cái D2 chúng ta là gì? 0 âm 2. 0 âm 2 chúng ta đây. Như vậy âm 2 ở đây và 4 ở đây. Như vậy đây chính là D2. Xong. Đó, cái cách làm của chúng ta là như thế. Bài nào chúng ta cũng khi mà có cái kiến thức vững rồi á, thầy nói các em cỡ bài nào người ta cho dạng gì chúng ta làm cũng ra hết. Và làm khi đặt bút xuống thì làm nó phải chính xác, chứ mà làm nó không đúng thì bỏ lên bỏ xuống thì đâm ra nó lại nản em ạ. Nản thì không muốn làm nữa, mà không muốn làm nữa thì không muốn có sự cố gắng nữa thì nó sẽ bị mất kiến thức cơ bản, thì lên cấp 3 học không nổi đâu em. Chuẩn bị cuối năm nay người ta thi tuyển sinh nên là thầy sẽ cố gắng quay nhanh để cho em, rồi thầy sẽ tiến hành ôn tuyển sinh cho em, làm đề cho em nhé. Ok. Ok. Rồi. Clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha.
Trong một clip sau thầy sẽ quay cho các em ở cái bài 22. Ok, cảm ơn các em đã đăng ký vào khóa học online. Và các em nhớ like, comment tích cực, share các kiểu này để giúp thầy nhé. Nhớ nhớ đăng ký vào kênh và nhấn vào cái chuông các em nhé, để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của thầy. Xin chào các em nhé. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 22 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 23 của cái bài số 3 các em nhé. Ok, xong bài 23 này thầy sẽ quay tới bài 24. Đây là bằng cách đặt ẩn phụ, bài này khá khó và thầy sẽ quay và up ở trên kênh không công khai nhé. Xong cái bài này thầy sẽ quay tới cái bài số 4, đó chính là giải phương trình bằng phương pháp cộng đại số các em nhé. Ok, rồi chúng ta đi sang bài 23, giải các hệ phương trình. Ở trong đây có hai câu các em ha. 23A, thầy sẽ không ghi đề tại vì mất thời gian của thầy các em nhé, mà các em ghi thầy cái đề lại, mà thầy sẽ tiến hành phân tích hướng dẫn để cho các em biết cách làm nha. Gặp cái dạng này thì không phải đặt ẩn phụ đâu các em. Đặt ẩn phụ thì nó gần như phải giống nhau ở cả hai vế, vế trái và vế phải, giống như ở cái bài 24 này. Các em thấy ở đây là một phần x đây, một phần y, thì ở đây chúng ta sẽ đặt a bằng ở đây, b bằng ở đây, sau đó các em thế vào và đưa cái phương trình nó về cái dạng không phải là một phần như này nữa. Thì ở cái bài 24 này thầy sẽ giải sau và các em sẽ hiểu sau nha. Còn đối với bài này thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ tiến hành nhân, gọi là đa thức nhân đa thức, các em hiểu nào? Sau đó chúng ta sẽ chuyển vế, đổi dấu, nó sẽ tự triệt tiêu một số cái đơn thức đồng dạng, được chưa? Như vậy ở đây thầy sẽ nhân này, cái ngọt này với ngọt này, đa thức với đa thức, thầy lấy x nhân vô đây 2y và lấy x nhân vô đây. Như vậy x nhân 2y thì trở thành là 2xy, x nhân nhân cộng 5 thì trở thành là cộng 5x, được chưa? Xong cái x này thầy lấy, tiếp tục lấy cái âm 3 này này, thì nhân vô 2y, thì lấy cái âm 3 nhân vô cho dương 5, âm 3 nhân cho 2y trở thành là âm 6y, âm 3 nhân trừ với cộng này, trừ với cộng thì thành trừ này, 3 nhân 5 là 10, 15, được chưa? Như vậy là xong cái vế bên trái của phương trình thứ nhất. Qua vế bên phải này, các em lấy 2x nhân cho y trở thành là 2xy, 2x nhân cho âm 1 thì trừ 2x, 7 nhân cho y là cộng 7y, 7 cộng dương với âm thì thành trừ 7 nhân 1 là 7, được chưa? Các em có hiểu không? Tương tự như vậy thế, chúng ta sẽ làm dưới đây. Ta lấy 4x nhân cho 3y trở thành là 12xy, 4x nhân cho trừ 6 thì trở thành là trừ 24x, 4624 đó nè. 1 cộng cho cộng 1 nhân cho 3y thì trở thành là cộng 3y, 1 nhân cho âm 6 thì bằng âm 6 ở đây, các em hiểu chưa nào? 6 nhân 2 là 12xy, 6x nhân cho cộng 3 trở thành là cộng 6318x, trừ 1 nhân 2y đây là trừ 2y này, trừ với cộng thành trừ 3 ở đây, được chưa? Bây giờ thầy sẽ chuyển vế đổi dấu. Bây giờ cái số âm 15 thầy chuyển qua đây, tất cả thầy chuyển qua bên đây hết nha. Nhưng mà 2xy cộng 5x trừ 6y cứ để đó, thầy chuyển qua đây qua 1, 2, 3 qua vế bên trái, trừ 2xy, chuyển vế thì phải đổi dấu, ở đây cộng thành trừ này, trừ đây thành cộng, 2x cộng lên thành trừ 7y, bên đây là trừ 7, chuyển cái âm 15 bên đây đổi dấu trở thành là cộng 15 ở đây, em hiểu chưa nào? Vế này cứ giữ nguyên lại, 12xy trừ 24x cộng 3y trừ 12xy cộng lên thành trừ 18x cộng trừ đây thành cộng 2y. Như vậy đây là âm 3, ở đây trừ 6 thì chuyển qua đây thành cộng 6, hiểu không? 2xy với trừ 2xy bằng 0 này, 5x cộng 2x đây là được 7x, trừ 6 với trừ 7 thì thành trừ 13y, trừ 7 cộng 15 thì bằng là 8 ở đây, 12xy trừ 12xy bằng 0, trừ 24x
với trừ 18x thì ở đây sẽ bằng âm 42x. 3y cộng 2y cộng 5y trừ 3 cộng 6, trừ 3 cộng 6 thì bằng 3. Ok, các em hiểu chưa nào? Tới đây chúng ta tương đương tiếp, chúng ta sẽ rút một ẩn rồi thế vào nhé. Như vậy thì ở bây giờ chúng ta nên rút ở nào? Chúng ta nên rút ở phương trình 1 hay phương trình 2 gì đều được. Thầy sẽ rút phương trình 2 nha. Như vậy 7x trừ 13y bằng 8 rồi đây. Thầy rút y em nhé. Như vậy thì 5y sẽ bằng, các em lấy 3 cộng cho 42x ở đây. Chuyển cái này qua bên đây, đổi dấu. Được chưa? Như vậy ở phía dưới đây chúng ta thấy là y này sẽ bằng là 3 cộng 42x chia cho 5. Các em thế vào chỗ này. Như vậy 7x trừ 13, các em thế bởi là 3 cộng 42x chia cho 5 sẽ bằng mấy? Bằng 8 ở đây. Được chưa nào? Rồi, ổn định cho ngôi ha. Tương đương tiếp, ở đây các em lấy 7x, các em lấy 5 nhân lên đây và 5 nhân lên đây, gọi là quy đồng nha. Rồi, cái này ghi lại. Được chưa? Tương đương tiếp, bảng 5 35x nhân vô này, nhưng nhớ dấu trừ này, phải đổi ngọt nhé, bỏ ngọt này đổi dấu nhé. Đây là âm 39 này, trừ với cộng này thành trừ này. 13 nhân 42, các em dùng máy tính bấm nữa. 546 các em. Bằng ở đây là 40 hả? Các em lấy 35 trừ 546 bằng âm 511 các em. Chuyển cái này qua, các em lấy 40 cộng cho 39 nha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bằng là 3 cộng 42x chia 5. Tương đương tiếp, như vậy x này sẽ bằng là 40 cộng 39 thì bằng 70. 19, 79 chia cho đây là bằng âm 79 phần 511. Các em thế vào đây, 42 nhân cho 751 ở đây chia cho 5 x bằng 79 phần 511, y sẽ bằng ở đây các em thấy là 3 này cộng trừ thành trừ đây, lấy 42 nhân cho 79 bằng 3.318 phần 511 chia cho 5. Rồi, các em bấm ra luôn nha. 3 trừ cho 3 318 phần 511 sẽ bằng, chúng ta chia cho 5. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là âm 51 phần 73 nhé. Được chưa nào? Sau đó các em ghi giùm thầy là vậy hệ phương trình có nghiệm x y nó sẽ bằng là gì? X ta là âm 79 phần 511 và y ta là âm 51 phần 70 13. Đó. Được chưa nào? Đây. Bài dài rất dài nha em ạ. Nếu như chúng ta mà chỉ còn sai một chỗ thôi, một cái dấu thôi, hoặc là một cái số nào đó, thì những cái bài này chúng ta không bao giờ mà ra được kết quả mà chính xác được đâu các em nha. Như vậy gặp những cái dạng này chúng ta phải làm từ từ, hết sức bình tĩnh. Rồi cái kỹ năng làm bài chúng ta nó phải chính xác, tính toán, để máy tính bên cạnh rồi chúng ta sẽ bấm nha. Ok. Và sau khi chúng ta tính toán xong, chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm cái hệ phương trình, xem thử chúng ta giải có đúng hay không, để chúng ta đối chiếu với kết quả của mình. Ok. Cái máy của thầy thì bấm thì thực sự cũng được, nhưng mà
Nó không ra phân số mà ra số thập phân em ạ. Mà cái em mấy cái loại máy tính xịn của em thì ra luôn cái phân số như này. Được chưa nào? Chúng ta đi sang câu B nhé. Rồi, câu B em ta sẽ giải tương tự với em nhé. 23B. Cái đề bài chúng ta sẽ tự viết. Bây giờ nhiệm vụ ta thì nhân để cho em ra nhé. Cái đa thức này x nhân x ở đây là x mũ 2, x nhân trừ 1 thì thành là trừ x, cộng y nhân x thì viết trở thành là xy, y nhân trừ 1 là thành trừ y, được chưa? X nhân x ở đây vẫn là x bình phương, x nhân cộng 1 là cộng x trừ y, trừ y nhân cho x thì trở thành là trừ xy, trừ y cộng 2xy ở đây. Có được chưa nào? Y nhân y trở thành là y bình phương, y nhân 1 cộng y. Cái việc nhân này rất là dễ các em hả? Trừ xy. Nếu mà dễ rồi thầy sẽ nhân nhanh nhé. Y bình phương trừ 2y cộng xy trừ 2x trừ 2xy ở đây. Được chưa nào? Đó, ta tương đương tiếp. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chuyển vế rồi đổi dấu nha nhé. X bình phương trừ x cộng xy trừ y, chúng ta chuyển hết vào đây. Thầy sẽ đổi dấu này, trừ x bình phương này cộng thành trừ x này, cộng ở đây này, thành trừ thành cộng này, trừ thành cộng này, cộng thành trừ này. Bên đây thầy để là số 0. Y bình phương cộng y trừ x trừ y bình phương này cộng 2y này trừ xy này, phải thật sự chính xác nha anh em nhé. Rồi, tương đương tiếp, x bình phương trừ x bình phương hết này, trừ x với trừ x thì trở thành là trừ 2x này, xy cộng xy mà trừ 2xy thì cũng bằng 0, trừ y với cộng y cũng bằng 0, chứng tỏ trừ 2x này sẽ bằng 0. Y bình phương trừ y bình phương hết, y cộng với 2y ở đây là 3y này, trừ x trừ trừ xy trừ xy trừ 2xy với cộng 2xy đây bằng 0 này, trừ x cộng 2x thì trở thành là còn là cộng x sẽ bằng 0. Em có hiểu chưa nào? Rồi, như vậy trừ 2 nhân x bằng 0, nghĩa là x này sẽ bằng bằng 0, ta thế vô đây. Như vậy 3y cộng cho 0, nghĩa là 3y này cũng sẽ bằng 0, tương đương x này bằng 0 và y này sẽ bằng bằng 0 ha. Như vậy thì cái hệ phương trình có nghiệm xy bằng 0 bằng 0. Được chưa? Ok. Ok. Được, ok. Vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong clip sau thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em ở cái bài về phương pháp cộng đại số nhé. Còn cái bài 24 đặc công phụ thầy sẽ up trên kênh không công khai, chỉ các bạn đăng ký vào khóa học online thì chúng ta mới được xem và được học các em nhé. Ok, cảm ơn các em nhé.